được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Ninh Dương Lan Ngọc quỳ lạy dập đầu xuống sàn xin lỗi Jun Phạm vì ảnh thay quần năm xưa. Để tỏ lòng mong muốn xin lỗi Jun Phạm, Ninh Dương Lan Ngọc đã quỳ hẳn xuống sàn lạy vừa xin lỗi. Cách đây không lâu, Ninh Dương Lan Ngọc đăng đoạn clip Jun Phạm thay quần lên Facebook đính kèm dòng chữ: Jun Phạm, anh có coi em là con gái không? Ngay khi đăng bài post này lên, bên cạnh những lời bình luận dí dỏm từ fan của nữ diễn viên thì cũng có không ít chỉ trích kém duyên từ cộng đồng mạng. Dù sự việc đã diễn ra từ khá lâu trước đó, nhưng nữ diễn viên cô lại vợ bầu vẫn luôn canh cánh trong lòng. Và mới đây nhất, khi cả hai có dịp hợp tác quay quảng cáo cùng với nhau, Lan Ngọc và Jun Phạm đã đối mặt và nói về scandal trên. Jun Phạm cho biết đó là khi cả hai anh em cùng tham gia một buổi quảng cáo nên dùng chung phòng thay đồ. Khi thay đồ, Jun cứ đinh ninh rằng Lan Ngọc đã quay mặt đi rồi. Ngoài ra anh cũng nghĩ mình mặc chiếc quần như quần bơi khá kín đáo nên vô tư thay đồ. Ai ngờ cô em thân thiết lại nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc này và đăng tải lên mạng xã hội. Cụ thể Ninh Dương Lan Ngọc cũng giải thích: không phải mọi người ơi, khi đó là em có xin anh Jun trước rồi. Lập tức Jun Phạm phản bác: ủa có đâu, không hề nghe luôn. Lan Ngọc tiếp tục nghe thơ kể: khi đó em có nói là anh Jun ơi, em lỡ bót rồi. Xong anh nói là không sao đâu, anh em với nhau bình thường mà. Jun Phạm: mọi người ơi, khi quay Rinnerman à, nó xàm, tôi nghĩ là xàm thiệt, nó giỡn á. Nên kiểu anh em thách nhau bót lên mạng đó, ai ngờ nó bót thiệt. Mà 3 tiếng sau Jun mới biết thì lượt cô đã mấy trăm nghìn rồi. Để thể hiện rõ sự hối lỗi chân thành vì hành động vô duyên dại dột của mình, Ninh Dương Lan Ngọc đã quỳ hẳn xuống sàn để xin Jun Phạm tha lỗi, khiến anh chàng cũng phải quỳ theo để đáp lễ. Trước lời nói của Jun Phạm, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục giải thích: khi đó anh Jun quay mặt đi rồi. Phía cả cũng mặc đồ bơi, Ngọc nghĩ anh quay đi thì không ai nhận ra nấy, nhưng Jun Phạm lập tức phản pháo: ủa em ơi, em có tác tên Jun Phạm đó em nhớ không? Sau đó Lan Ngọc khoanh tay quỳ xuống xin lỗi Jun Phạm: anh ơi em xin lỗi anh. Em đã bị cư dân mạng và fan dạy dỗ một bài học rồi, em cứ nghĩ mình là anh em với nhau nên cũng chơi bình thường, nhưng em xin lỗi vì đó là một hành động vô duyên. Thấy đàn em thật lòng và có phần lầy lội, Jun Phạm bật cười, cũng vội quỳ xuống và cả hai cứ lạy nhau liên tục. Vì người thì muốn xin lỗi, người lại không dám nhận lễ này.